Bắt chước theo phong trào like là làm, nên sau khi đủ lượng thích ở trên Facebook cá nhân thì một nữ sinh đã bị nhóm bạn ép buộc phải đem xăng vào đốt trường học. Sự việc xảy ra ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Và nếu không làm như vậy thì cô bé này sẽ bị đánh. Clip đốt trường của học sinh này vừa được đăng tải cách đây ít giờ, ngay lập tức đã khiến cho dư luận bức xúc. Theo nội dung trong đoạn clip thì một học nữ sinh còn khá ít tuổi, tóc cắt ngắn, dưới sự xúi dục của bạn bè trong nhóm đã cầm theo túi ni lông đựng xăng vào đốt khu vực phòng y tế của nhà trường. Trong khi cô bé này lưỡng lự không muốn thực hiện thì một số học sinh đứng ngoài lại cổ vũ và ép cô phải thực hiện, nếu không thì sẽ bị đánh. Sau khi tưới xăng và châm lửa khiến ngọn lửa bùng lên ngay trước cửa phòng y tế, khiến người đốt bị bỏng ở chân, nhóm học sinh chứng kiến cũng rất hốt hoảng và gọi nhau đi lấy nước để dập lửa. Nguyên nhân của hành động dại dột này là do nữ sinh đã hùa theo phong trào nói là làm đang rộ lên gần đây ở trên mạng xã hội. Và do sợ bị chế giễu, thậm chí là bị đánh, nữ sinh này đã phải mang xăng đi đốt trường như đã tuyên bố ở trên Facebook. Hiện nay thì Facebook cá nhân của nữ sinh này đã bị khóa. Người đầu tiên đăng clip lên thì cũng đã gỡ bỏ kèm theo lời xin lỗi, nhưng mà clip thì đã lan truyền rộng rãi ở trên mạng. Câu chuyện đốt trường của nữ học sinh này làm cho tôi nhớ đến rất nhiều câu chuyện đốt trường khác ở trong những năm vừa qua. Nhưng là vì học sinh muốn hủy sổ đầu bài vì bị thầy giáo nhiều lần nhắc nhở ghi vào sổ việc trốn học hay là quậy phá. Vâng, và quay trở lại với cái trào lưu vừa rồi, có thể nói là gần đây trào lưu like là làm khá rầm rộ trên mạng xã hội và nhiều thanh niên đã nhiệt tình hưởng ứng một cách có thể coi là mù quáng. Sau thanh niên gây sốc khi viết trên Facebook là chỉ cần 40.000 lượt like là sẽ tự thiêu rồi nhảy cầu, thì vô số các bạn trẻ khác đã bắt chước trào lưu này ở trên mạng xã hội và kéo theo đó là một trào lưu khó hiểu khi vô số người hùa theo đăng tải những dòng thách thức. Ví dụ như là đủ 7.000 like thì không mặc gì chạy vòng vòng, đủ 60.000 like thì múc nước sông để uống, hay là uống nước bồn cầu, hay là đủ like thì sẽ sẵn sàng cười đồ. Theo các chuyên gia tâm lý thì trào lưu like là làm là minh chứng cho lối sống ảo của một bộ phận giới trẻ hiện nay, những người sẵn sàng đem mạng sống của mình ra để đổi lấy vài phút để nổi tiếng ở trên mạng xã hội.